Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể anh em làm thợ bẫy thú rừng trên mọi miền Tổ quốc. Tối nay em lại tiếp tục làm một cái video nhé, để giới thiệu cho anh em là hai cái mẫu cạm kiềng đang bán chạy nhất nhà em đang cung cấp ngoài thị trường. Thì ở cái đầu video này em vẫn giới thiệu là cái chương trình của tháng 12 dương lịch của năm 2022 nhé, là nhà em vẫn có cái chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng là giảm giá tất cả những cái sản phẩm về cạm kiềng, về dây phanh nhà em đang cung cấp. Thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những mẫu cạm kiềng này, từ cái mẫu số 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 và 33. Anh em mà có nhu cầu, anh em có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây. Số điện thoại đây, 092-661-1998. Thì số điện thoại này có cả Zalo nhé. Anh em mà quan tâm thì anh em có thể là kết bạn Zalo. Thì để em sẽ gửi thêm mẫu về bên em đang cung cấp. Nhà em thì có cả dây phanh xe đạp nữa, dây thắng, dây phanh xe đạp ấy. Giá của một cái chiếc dây phanh này em cũng báo giá luôn là 2.000 đồng. Đấy, còn em sẽ báo giá hai cái mẫu cạm kiềng. Thì hôm nay em muốn giới thiệu cho anh em là một cái mẫu cạm kiềng 12cm và một cái loại là 14cm. Đấy, hai hàng này là hàng bán chạy nhất. Và em sẽ báo giá phần cuối video. Anh em mà quan tâm thì anh em hãy xem hết cái video này. Thì trước tiên là em sẽ giới thiệu cho anh em là về cái mẫu cạm 12. Đây là về những đơn hàng mà em chuẩn bị đóng đi, thì em cũng tiện giới thiệu luôn cho anh em cùng tham khảo đây. Đây là về những cái cạm kiềng số 12cm. Anh em thấy về chất lượng cạm này, em sẽ quay tổng quan. Cạm lần này thì rất là đẹp anh em ạ. Thì nhà em cũng giới thiệu là nhà em chỉ chuyên cung cấp là cạm kiềng loại 1 thôi. Đấy, cạm kiềng loại 1 thôi, để đảm bảo cho anh em là sử dụng nó rất là bền. Anh em sử dụng kể cả 5-7 năm cũng không bao giờ bị hỏng được. Đây em sẽ bỏ một cái ra giới thiệu chi tiết cho anh em. Thế đây là anh em về thấy cái mẫu cạm 12 này. Và cái lần này thì bản răng của nó rất là to. Đấy, bản răng rất là to nhá. Và răng rất là khít. Đấy, cạm kiềng thì rất là dày. Và phần tai cho cạm, đấy, lẫy này, lỗ sỏ dây thắng. Đấy, tất cả là làm rất là chắc chắn. Đây, đảm bảo cho anh em rất là chắc chắn anh em ạ. Thép lá hoàn toàn 100% nhá. Đấy, để đảm bảo cho anh em là loại 1. Nhà em thì loại 2, loại 3 thì nhà em không cung cấp. Đấy, tại vì là chất lượng của nó là không đảm bảo, nên em chỉ cung cấp là cạm kiềng loại 1 này thôi. Đây là về mẫu cạm 12cm thì phù hợp cho anh em là bẫy những con chuột, con trùn từ 3kg đổ xuống, 3kg đổ xuống ấy. Anh em sử dụng cái mẫu cạm 12. Còn nếu mà mẫu cạm anh em đánh những con thú to hơn thì anh em phải sử dụng cái mẫu cạm to hơn. Nhưng mà cứ anh em đánh từ cái con thú từ 3kg giả trở xuống thì anh em sẽ sử dụng cho em là cái bẫy cạm 12 này. 12cm, 12 thì anh em đo từ phần này đến phần này là 12cm anh em nhé. Và chất lượng lượng cạm lần này rất là dày và bóng này. Thì khi mà anh em mua cái cạm kiềng này thì em sẽ tặng cho anh em. Đấy, cứ một cái này là em sẽ tặng cho anh em một cái lẫy, để về anh em anh tự làm bàn đạp. Đấy, trường hợp mà anh em mà không có thời gian làm bàn đạp thì bên em gia công cho những cái chiếc bàn đạp, giá của nó là thêm 1.000 đồng. Đấy, em chỉ lấy tiền tôn và không lấy tiền công của anh em. Đấy, chẳng hạn như anh em mà không có thời gian thì em sẽ gia công cho anh em là những cái chiếc bàn đạp như này. Đấy, giá của một cái chiếc bàn đạp lại là 1.000 đồng. Đấy, còn anh em lấy độc lẫy không thì không phải mất 1.000. Nhưng mà nếu mà anh em lấy thêm bàn đạp là anh em phải mất 1.000. Em phải báo rõ luôn để anh em xem được cái video là anh em chỉ việc gọi điện đến đặt mua thôi. Đấy, về cái mẫu cạm 12cm. Còn là về đây là mẫu cạm 14cm này. Đây, mẫu cạm 14cm anh em thấy đây. Và chất lượng cạm này anh em thấy, cạm thì rất là bóng, răng rất là khít. Đây gồm 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, 10 cái như một anh em nhé. Tất cả là cạm loại kiềng loại 1. Rất là dày dặn như này. Đây, bóng. Và chất lượng cạm rất là dày đây anh em. Bản răng thì rất là to. Đấy, em sẽ bỏ một cái ra giới thiệu chi tiết cho anh em. Đây, anh em thấy này, răng thì rất là khít nhé. Em chia sẻ đối với mà anh em mới chơi nhé. Thì nếu mà khi mà cái anh em đánh cái cạm này mà anh em đánh có thể là đánh được cả chuột, nhưng mà anh em phải lấy cái rũa, anh em rũa bớt cái phần răng này đi thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là bị đứt chân. Và cái thứ hai là anh em sẽ mua cho em lên là mua thêm một cái dây phanh xe đạp để anh em buộc vào đây, và buộc một chỗ cố định thì để đảm bảo cho anh em là con thú nó sẽ không tha được cái cạm của mình đi, mình không phải đi tìm cạm nữa. Đấy. Còn cạm, chất lượng cạm thì anh em quan sát này. Đấy, rất là dày dặn như này, rất là bóng nhá, răng rất là khít, lỗ sỏ dây thắng, tai da cạm lẫy làm rất là chắc chắn. Và anh em mua thì em cũng tặng kèm cho anh em là cái đây, tặng kèm là những cái lẫy như này. Còn nếu mà trường hợp mà anh em không có thời gian làm bàn đạp thì em sẽ gia công thêm bàn đạp là giá 1.000 đồng một cái chiếc bàn đạp.
Còn là vài cái công mẫu cạ 14 này thì phù hợp cho anh em là đánh những con thú từ 5 cân đổ xuống, 5 kg, 5 kg đổ xuống anh em ạ. Sử dụng anh em sử dụng cái loại cạ 14 này. Cạ 14 này anh em sử dụng rất là nhiều tại vì nó rất là dày dặn, anh em sử dụng về đánh kinh tế thì rất là hiệu quả anh em. Đấy là về mẫu cạ số 14 cm. Thì một lần nữa là em xin giới thiệu nhé, là nhà em vẫn chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những mẫu cạm kiềng, từ cái mẫu cạm nhỏ đến cái mẫu cạm to, rồi phay dây phanh xe đạp là nhà em đều có. Anh em mà có nhu cầu thì anh em alo trực tiếp cho em qua số điện thoại đây nhé. Xin nhắc lại là 092 661 1998. Số điện thoại này có cả Zalo, anh em có thể quan tâm thì anh em có thể kết bạn Zalo. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây để em đóng những cái đơn hàng gửi đi cho những anh khách. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở cả video lần sau.